Có mặt tại phòng Zoom của Step Education tối ngày hôm nay. Nếu anh chị em đang ở đầu cầu miền Bắc thì anh chị em hãy comment số 1. Nếu anh chị em ở đầu cầu miền Nam thì chúng ta hãy comment là số 2. Nếu mà anh chị em ở đâu đó ở giữa thì chúng ta hãy comment là số 3. Và rất là tuyệt vời vì chúng ta lại có một ngày đặc biệt, tất cả anh chị em Team Code đã quay trở lại để cùng ban tổ chức đồng hành và dẫn dắt tất cả anh chị em IB. Chúng ta trên cái chặng đường để chinh phục, trở thành một người lãnh đạo, chúng ta sẽ hoàn thành cái chương trình F3 này xuất sắc. Và đây là một cái chương trình đáng nhớ để lại trong cuộc đời của tất cả các anh chị em trong con đường lãnh đạo dẫn dắt cho chính mình, lãnh đạo dẫn dắt cho chính đội nhóm mình. Và đặc biệt chúng ta sẽ giúp đỡ cho những người mà chúng ta yêu thương. Nếu anh chị em đã sẵn sàng để bắt đầu cho buổi tối ngày hôm nay thì anh chị em có thể comment là bắt đầu đi, hoặc anh chị em có thể comment một cái cảm xúc ngay lúc này, ngay giờ phút này anh chị em có hào hứng, anh chị em có sẵn sàng để chúng ta cùng hiện diện, chúng ta cùng đồng hành xuyên suốt những ngày sắp tới. Và chúng ta sẽ cùng với nhau có những ngày thật là bứt phá để mang những quy trình này về áp dụng cho chính công ty mình, chính bản thân mình và chính đội nhóm mình, đúng không ạ? Anh chị em hãy comment để chúng ta bắt đầu ạ. Tôi tuyệt vời, em đã cảm nhận thấy cái nguồn năng lực rất tuyệt vời, rất là hào hứng từ anh chị em Team Code và anh chị em IB. Và đặc biệt là em thấy rất là nhiều anh chị em lần đầu tiên có mặt trong phòng Zoom này. Anh chị em hãy cảm nhận cái nguồn năng lực vô cùng tuyệt vời từ những ánh mắt đầy yêu thương, những ánh mắt đầy hào hứng và những cái nguồn năng lượng vô cùng tuyệt vời từ những anh chị em đã có mặt từ rất sớm. Anh chị em đã đặt đây rất đúng phương pháp, và đặc biệt là anh chị em đã có mặt trước chương trình 10 phút. Đó chính là những cái điều mà tất cả những cái chương trình mà em tham gia em chưa từng thấy một cái sự cam kết nào, một cái sự hiện diện nào. Anh chị em có thấy bóng dáng của ai đang lấp ló phía sau mà? Đó chính là thầy, người anh sẽ chắc đường cho anh chị em sau khi chặng đường sắp tới. Anh chị em hãy mời tất cả những người đồng đội của mình vào, hãy mời tất cả những người khách hàng của chúng ta vào. Nghe rất là tuyệt vời. Em đang chờ đón những cái tên đầu tiên, những cái tên đầu tiên em được đọc. Nếu anh chị em hãy, nếu anh chị em lần đầu tiên có mặt trong phòng Zoom này, có thể giúp ban tổ chức comment là tôi được mà, để em cũng được nhìn thấy những cái tên mới nhất, những cái người đồng đội sắp tới của ban tổ chức, những cái người đồng đội sắp tới của Team Code. Tôi rất là nhiều anh chị em Team Code nhiều cũng là comment là tôi. Hình như là anh em chúng ta là mãi mãi tinh thần khởi nghiệp, mãi mãi tinh thần phụng sự hay sao, lúc nào cũng mới hết. Rồi, và rất là nhiều anh chị em mình còn chưa đặt tên. Chúng ta vẫn còn cái tên đó chính là Galaxy nè, rồi là Apple nè, đúng không ạ? Tại vì sao ạ? Chúng ta lần đầu tiên có mặt trong phòng Zoom này, không sao ạ? Anh chị em sẽ được những người đồng đội mới, anh chị em sẽ được những người đồng hành mới hướng dẫn cho anh chị em từ A đến Á luôn. Bao nhiêu số anh chị em mong muốn rằng, bao nhiêu số anh chị em mong muốn rằng chúng ta có một người đồng đội sẽ đồng hành với chúng ta trên cái chặng đường thịnh vượng và bình an, trên cái chặng đường giáo dục và khởi nghiệp, anh chị em có thể comment xuống là tôi được không ạ? Và hãy nhanh chóng nhất giúp ban tổ chức một tay. Anh chị em hãy nhanh chóng giúp ban tổ chức một tay. Ban tổ chức không thể cùng một lúc mời tất cả những thành viên, mời tất cả những học viên mới vào được. Anh chị em hãy nhắn tin cho họ, anh chị em hãy gửi đường link cho họ. Và đặc biệt anh chị em hãy lên trên fanpage của Stop Education. Một cái tab tên của anh chị em trên fanpage thôi, nó sẽ giúp được ai đó đang đi tìm những quy trình thịnh vượng và bình an. Những doanh nghiệp ngoài kia, những giáo viên ở ngoài kia, những leader, những người boss ở ngoài kia đang chờ một quy trình chuẩn quốc tế để có thể mang về cho chính đội nhóm mình. Anh chị em hãy giúp ban tổ chức lên trên fanpage share một cái share rất là nhỏ. Và giống như em nhớ nhất trong cái cuộc đời làm phụng sự của em á, đó chính là chị Hồng nói một cái câu mà chắc là từ nay về sau mình sẽ không bao giờ mình quên cái câu nói của chị đó đâu. Chị nói rằng không biết là ai đó quăng cho tôi một cái đường link, không biết ai đó quăng cho tôi một cái link Facebook, một cái link của Zoom. Tôi chui vào trong này, tôi ở trong này và tôi ở lại tới bây giờ mà tôi không biết làm thế nào để tôi tìm người đó, và cảm ơn luôn.
Và rất may rằng chị Vi Hồng đã vào đúng nhà rồi, vào đúng nơi rồi, và biết ơn chị Vi Hồng đã được ở lại với ban tổ chức và phục sự và giúp đỡ cho tất cả rất rất nhiều anh chị em. Bao nhiêu số anh chị em đã được chị Vi Hồng chia sẻ và giúp đỡ thì hãy giúp ban tổ chức comment và tap tên, cũng giống như là cảm ơn những anh chị em đó, được không ạ? Biết ơn và cảm ơn anh chị em rất nhiều. Anh chị em hãy hướng lên trên màn hình cùng xem một vài đoạn clip trong lúc chờ, trong lúc xe và trong lúc chuẩn bị cho chương trình một cách tốt nhất. Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Anh chị em cùng hướng lên màn hình để xem một vài video clip của Startup Education. Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Được thành lập ngày 4 tháng 7 năm 2016, công ty trách nhiệm hữu hạn ứng dụng khoa học giáo dục khởi nghiệp Startup Education chính thức ra đời với mục tiêu đi tiên phong trong việc kết hợp giữa công nghệ 4.0 và kinh tế chia sẻ nhằm tạo động lực phát triển kinh doanh trong các lĩnh vực giáo dục và khởi nghiệp. Được thành lập với sứ mệnh cao cả là kiến tạo nên một xã hội học tập thấm đẫm tình yêu thương, vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Cùng với tầm nhìn đến năm 2030, kiến tạo nên hệ thống trưởng thành nhân hàng đầu Việt Nam dựa trên ba giá trị cốt lõi: nâng tầm trí tuệ, gia tăng giá trị và phụng sự xã hội. Năm 2020 là một chặng đường đầy gian lao và thách thức đối với cộng đồng hơn 2.000 thành viên của Startup Education. Hai lần bùng phát dịch COVID-19 với Startup Education là một thách thức lớn khi toàn bộ mọi sinh hoạt cộng đồng trực tiếp đều ngưng lại và chuyển sang hình thức trực tuyến. Startup Education đã tạo ra hệ thống công nghệ phòng Zoom tương tác 360 độ hiện đại đầu tiên tại Việt Nam. Cùng với sự cố gắng của mỗi đội nhóm, cá nhân, các lớp học trực tuyến đều diễn ra đều đặn và rất đông đủ. Với Startup Education và các anh chị Key Leader, đây thực sự là trong nguy có cơ. Tại thời điểm các doanh nghiệp lớn nhỏ khắp cả nước không thể trụ lại, tưởng chừng như số phận của Startup Education cũng như thế. Nhưng không, Startup Education đã chuyển mình mạnh mẽ, bứt phá giới hạn và tập trung mọi nguồn lực, thời cơ, để toàn thể các anh chị phải tự hào với sự kết nối hợp tác liên tục với các đối tác như Mr. Campbell. Ông là chuyên gia bán hàng đầu châu Á và là một trong những người xây dựng hệ thống bán hàng thành công tại Singapore năm 2020. Startup Education, từ một tổ chức về giáo dục khởi nghiệp, chúng ta tiến xa hơn và đảm nhận nhiều chức năng hơn. Tháng 7 năm 2020, Startup Education cùng Action Team 365 và các chuyên gia đã tạo ra khóa học Master Speaker dành cho người lớn và MC nhí dành cho trẻ em. Chương trình quy tụ hơn 200 thành viên tham gia với sự kỷ luật và cam kết hết mình của từng thành viên. Tháng 8, Startup Education kết hợp cùng hệ thống Anh ngữ quốc tế English 123 là hệ thống Anh ngữ uy tín hàng đầu tại Việt Nam với sản phẩm thẻ học Anh văn 3 cấp độ dành cho trẻ em, học sinh, sinh viên và người đi làm để nâng cao khả năng nói và sử dụng tiếng Anh, một trong những kỹ năng mềm quan trọng trong thế kỷ 21. Tháng 9 năm 2020, Startup Education kết hợp cùng Talent Test 6.0 và thầy Kenmai tổ chức chuỗi chương trình đào tạo chuyên sâu về bán hàng như My Searching, Ram Fast Start, Ram Leader và Ram Coaching. Tháng 10 năm 2020, chúng ta bứt phá kết hợp đồng hành cùng công ty Kiến Tạo Siêu Nhân, một công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển tư duy, rèn luyện kỹ năng sống, đã đào tạo hơn 4.000 giáo viên tại Vũng Tàu với chương trình kiểm soát cảm xúc, làm chủ hành vi, kết nối yêu thương. Ngày 12 tháng 11 năm 2020, chúng ta kết nối cùng Trung tâm Hoạt động Thanh niên Bình Dương tổ chức chương trình thiết lập mục tiêu cuộc đời, đào tạo cho hơn 2.000 sinh viên trường Đại học Bình Dương. Chúng ta cũng tham gia tại những chương trình Speak Edu với chương trình MasterChef Program Plus bứt phá mọi giới hạn. Năm 2020 cũng là một năm bùng nổ với sự thành công của chuỗi chương trình Hành trình khởi nghiệp thịnh vượng và bình an, được tổ chức với sự tham gia của hơn 1.000 anh chị học viên từ mọi miền tổ quốc. Và thực sự, chúng ta tự hào rằng Startup Education là nơi duy nhất tại Việt Nam có được một chương trình huấn luyện đặc biệt như vậy. Ngoài những chương trình đào tạo, thì Startup Education cũng tham gia vào những hoạt động ngoại khóa, kết nối cộng đồng như chương trình kết nối, lan tỏa giá trị đến tu viện Nữ Phương Hòa Bình, chuyến thăm lưu trú sắc tộc Teresa tại thành phố Buôn Ma Thuột.
Và đó là tất cả những gì Startup Education muốn dành riêng cho các anh chị thành viên để có được sự giàu có, bình an và hạnh phúc. Không chỉ về phía Startup Education, sau khi thích nghi với tình hình khó khăn của dịch Covid-19, tất cả chúng ta đã nhìn thấy được sự bứt phá vô cùng ngoạn mục của các anh chị đối tác K-Leader. Với sự thành công của chiến dịch luyện K-30 ngày, rất nhiều các anh chị đã về đích thành công. Tiếp nối thành công đó, Thách Thức tiếp tục đẩy các hoạt động của Startup Education chưa bao giờ trở nên nóng và cao trào đến vậy. Tất cả các hoạt động của Startup Education, các anh chị đã tham gia với một tinh thần sôi nổi và đầy máu lửa. Tại Startup Education một năm qua, nhiều anh chị đã vượt lên chính mình để làm lại cuộc đời mới. Tại Startup Education một năm qua, nhiều gia đình đã hàn gắn và hạnh phúc trở về. Cũng như tại Startup Education, một năm qua, những vết thương tưởng chừng như không thể chữa lành đã nở hoa và cả hương thơm ngát. Tại Startup Education một năm qua, các doanh nghiệp đã có chiến lược tái cấu trúc toàn diện và bản đồ thành công phát triển doanh nghiệp của mình. Tại Startup Education một năm, chúng tôi nhìn thấy những nụ cười đã quay trở lại. Tại Startup Education một năm, chúng tôi cũng thấy những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Và tại Startup Education một năm qua, chúng tôi tự hào khi được đồng hành và chia sẻ cùng các anh chị những giá trị thực sự ý nghĩa và nhân văn. Startup Education cũng là một tổ chức giáo dục được thành lập với sứ mệnh kiến tạo nên một xã hội học tập thấm đẫm tình yêu thương, vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Chính vì vậy, mỗi khóa học, mỗi khóa huấn luyện của chúng tôi đều chuẩn bị rất chu đáo và kỳ công để mỗi trải nghiệm của anh chị học viên là một thước phim đẹp, là một hành trình đầy giá trị và ý nghĩa. Và để có được những thành công trong mỗi chương trình, đằng sau đó là sự cống hiến, sự cho đi hết mình của đội ngũ, Startup Education trân trọng gọi tên là đội phụng sự. Họ là nhân viên, là đối tác, là đồng đội của nhau và là những người thầm lặng dậy trước khi mọi người dậy, ăn sau lúc mọi người ăn và vui chung niềm vui của mọi người. Họ cũng từng có những khoảnh khắc thầm lặng bên những cuộc vui nơi phát ánh đèn sân khấu. Nhưng họ đã đặt bản thân mình ở đằng sau và đặt cộng đồng này lên trên tất cả. Chúng tôi luôn trân trọng những cống hiến của các bạn và thầm cảm ơn những gì mà các bạn đã trao đi vô điều kiện. Hôm nay, có thể có một vài khuôn mặt không hiện diện ở đây vì một vài lý do nào đó. Nhưng cảm ơn tất cả các anh chị đội ngũ phụng sự đã làm nên những thành công ở mỗi chương trình tại Startup Education. Xin cảm ơn và cảm ơn. Startup Education giờ đây không chỉ là nơi giúp các anh chị phát triển bản thân, mà còn là nơi giúp các anh chị có một công việc thực sự ý nghĩa và nhân văn. Tại Startup Education, các anh chị không còn là một người bình thường, sống một cuộc đời tầm thường nữa, mà các anh chị đang mang cho mình một trách nhiệm và sứ mệnh vô cùng quan trọng, chính là cùng nhau nâng tầm trí tuệ, gia tăng giá trị, phục sự xã hội. Cảm ơn anh chị em đã dành ra thời gian quý báu của mình để xem qua những cái giá trị Startup Education cùng với tất cả anh chị em Team Code và những anh chị em IB mình đã đồng hành trong cái chặng đường thịnh vượng và bình an vừa qua. Bao nhiêu trong số anh chị em mình đã sẵn sàng với một cái tinh thần, với một cái ly rỗng để chúng ta đón nhận những cái khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời sắp tới đây. Anh chị em chắc chắn rằng là những cái khoảng thời gian quý giá, những cái khoảng thời gian quý báu anh chị em dành ra cho ban tổ chức, thì ban tổ chức cam kết xin hứa rằng ban tổ chức sẽ mang cho anh chị em những cái quy trình và với cái tấm lòng chân thành, với những cái sự hiện diện của đội cốt, họ đã ngày đêm thao thức và cùng với thầy Thái 4:30 sáng, cùng với Team Code, cùng với tất cả những cái quy trình và kiến thức của anh chị em Team Code sẽ hiện diện cùng với anh chị em xuyên suốt trong những ngày vừa qua. Anh chị em đã sẵn sàng để bắt đầu cho chương trình này, thì anh chị em có thể comment để gửi những cái điều rất là tuyệt vời nhất tới cho những anh chị em Team Code đã dành nhiều thời gian hơn, dành nhiều tâm sức hơn, và đặc biệt gửi những cái năng lượng tuyệt vời tới cho hai người thầy của chúng ta, thầy Ken và thầy Thái. Xin biết ơn hai thầy rất nhiều, xin biết ơn cô Ngọc, biết ơn tất cả anh chị em đã hiện diện nơi đây. Chúng ta chỉ còn 3 phút nữa thì với cái phần bắt đầu tối ngày hôm nay, thì thầy Ken là một người thầy, một người đồng đội, một người bạn của thầy Thái đã có mặt ở Việt Nam và cùng với thầy viết nên quy trình và tất cả những giá trị này, cùng với cô Ngọc, cô Nga, cùng với tất cả
anh chị em Team Coach đã mang chương trình app này tới cho hơn 1.000 người đã được trải nghiệm cái STM và trải nghiệm My Coaching. Và giờ đây chúng ta là người sẽ mang những quy trình này tới để giúp đỡ cho hàng trăm hàng ngàn người ở ngoài kia đang cần những quy trình này. Việt Nam sẽ trở thành đất nước thịnh vượng hùng an nếu có sự có mặt của tất cả các anh chị. Anh chị em hãy comment xuống để cùng biết ơn thầy Kem, thầy Thái đã dành những cái tâm huyết tuyệt vời nhất dành cho tất cả anh chị em ạ. Anh chị em hãy dành ra một phút để anh chị em hướng lên để nhìn lại rằng cái chặng đường của chúng ta, cũng giống như là chúng ta hãy lắng lòng lại để xem qua cái hình ảnh của người thầy. Thầy Ken là một người thầy ở Singapore về đất nước Việt Nam với một cái tâm huyết như thế nào. Anh chị em hãy hướng lên màn hình để xem qua một vài cái profile của thầy Ken ạ. Xin mời video ạ. Hãy suy nghĩ lớn, bắt đầu nhỏ và hành động nhanh. Đó chính là triết lý sống và kinh doanh của một doanh nhân đến từ đảo quốc sư tử Singapore, CEO Ken Bay, với nhiều năm kinh nghiệm của mình trong nhiều lĩnh vực về tài chính. Hiện tại, ông là CEO Sixgen Global với mục tiêu tạo lên một cộng đồng có kiến thức chăm sóc sức khỏe cá nhân và đồng thời là nhà sáng lập công ty Voice of Sales. Ông đã tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh, chuyên ngành chiến lược marketing tại Đại học SULL. Bên cạnh đó, ông đạt chứng chỉ CIAM, được chứng nhận bởi tổ chức bảo hiểm nhân thọ có uy tín tại Mỹ, LIMRA, chứng chỉ WSQ Advanced Certificate in Training and Assessment, chứng chỉ về kỹ năng đào tạo. Ken Bay đã có 19 năm kinh nghiệm tại Great Eastern, tập đoàn bảo hiểm nhân thọ tại Singapore và Malaysia. Ông nhận chức phó chủ tịch vào năm 2004 và là chủ tịch nhiệm kỳ 2006-2007. Trong khoảng thời gian đó, ông còn là đồng sáng lập của công ty LPS, công ty Trust and Grow and Clearcom. 3 năm kinh nghiệm tập đoàn Synergy, đại diện cho tập đoàn bảo hiểm nhân thọ Manulife. Bên cạnh đó, ông còn là giám đốc điều hành một trong những chi nhánh lớn nhất tại Finasis, một công ty tư vấn tài chính. Không những thế, ông còn là tác giả của 5 quyển sách về tài chính, phương pháp bán hàng và kinh doanh, được sản xuất ở nhiều nơi trên thế giới. Ken Bay luôn hướng đến những hoạt động cộng đồng, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, chia sẻ những kinh nghiệm vốn có cho cộng đồng trí thức trẻ. Ông luôn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, chung tay cùng cộng đồng xây dựng một lối sống khỏe đẹp toàn diện. Tại công ty Voice of Sales, tầm nhìn của ông là phát triển trí tuệ nhân tạo để thay thế cho nhân sự truyền thống và áp dụng công nghệ blockchain để tạo lập một hệ sinh thái công nghệ dành cho lãnh đạo doanh nghiệp cũng như người làm bán hàng và marketing chuyên nghiệp. Các chương trình đào tạo của ông đã được chính phủ Singapore công nhận như Everyone Can Sales, Soft Skill Performance LOOP, Iron Fast Start System for Salesforce, Email Prospecting for Success, Performance Coaching, Sales Consultancy. Trong hành trình sự nghiệp của mình, ông đã đi qua rất nhiều nơi trên thế giới. Ông là diễn giả hàng đầu tại Singapore, đất nước quê nhà của ông, và các quốc gia lân cận như Malaysia. Trong những năm gần đây, ông đem chính kinh nghiệm của mình phát triển tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác trong Đông Nam Á nói riêng và trên quốc tế nói chung. Chăm sóc sức khỏe được ông thành lập từ tháng 1 năm 2019 tại Singapore và đã có một văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đây chính là hành trình mới của Ken Bay. Ông đã ứng dụng tất cả các kiến thức và kinh nghiệm của mình để đưa chính công ty lên tầm thế giới. Chắc chắn rồi, anh chị em sẽ được hiện diện cùng với thầy, cùng với người đồng đội của thầy Thái. Cảm ơn và biết ơn thầy Thái đã mang thầy Ken về cho đất nước Việt Nam. Cảm ơn thầy Thái đã mang những quy trình tuyệt vời này về cho tất cả các quý anh chị và các thầy cô rất nhiều. Và nếu anh chị em đã từng nhận được một cái giá trị nào đó từ thầy Ken thì có thể giúp thức, cùng với ban tổ chức đưa cánh tay trái của anh chị lên được không ạ? Anh chị em đang bật camera hãy giúp thức một thao tác rất nhỏ tay trái đây. Dạ, anh chị em hãy đưa cánh tay phải của mình lên ạ. Và anh chị em hãy gửi những
những cái năng lượng rất là tuyệt vời bằng một tràng vỗ tay. Anh chị em hãy giúp thức vỗ tay một cái, vỗ tay hai cái, vỗ tay ba cái và một tràng vỗ tay thật lớn, thật lớn, thật lớn để mời người thầy của chúng ta, Mr. Kenbay. Hello, hello. Xin chào tất cả mọi người. Thank you, everyone. Cảm ơn mọi người. Welcome to Alps 3. Chào mừng mọi người đến với chương trình F3. Because today we have got Ans that's going to interpret for me. Và hôm nay tôi sẽ có Ánh để có thể phiên dịch cho tôi. You know that we have went through the two previous Alps now, Alps 1 and Alps 2. Và mọi người cũng đã biết rằng chúng ta đã trải qua hai chương trình F, đó chính là chương trình F1 và chương trình F2. We have started with hundreds over. Chúng ta bắt đầu với hơn 100 người. Continue with 300 over. Chương trình F2 thì chúng ta có hơn 300 người. Now we have got 500 over. Và bây giờ chúng ta đang có hơn 500 người. What it shows to all of us here. Vậy thì cái chương trình của chúng ta là gì? We are doing the right thing, right? Đó chính là chúng ta hãy làm những cái điều đúng đắn. Because I have always says that all you need to do is to invest 15 days of your life to change the 15 years of your life. Những cái điều mà tôi luôn luôn nói đó chính là các bạn hãy dành ra 15 ngày ở trong cái chương trình F này thôi và các bạn sẽ được thay đổi 15 năm ở trong cuộc đời của các bạn. And it is always in the opening days of Alps that I will always go through these slides. Và trong bất cứ một cái chương trình F nào thì trong cái ngày đầu tiên tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái slide này. And I'm telling you that I'm so honored to be able to be associated with Quang Thái. Và tôi cũng cực kỳ là thật lòng để chia sẻ với các bạn rằng tôi rất là vui khi tôi được đồng hành với thầy Công Thái. Which his priority, his passion is for community. Đó chính là thầy Công Thái có một cái niềm đam mê, có một cái ngọn lửa đối với cộng đồng. And the other great person is Miss Khánh Ngọc. Và cái người tiếp theo đó chính là một người cực kỳ tuyệt vời là cô Khánh Ngọc. Her talents and ability to organize and put together education program is amazing. Và mọi người có biết là cái tài năng của cô Khánh Ngọc, tài năng để tổ chức mọi thứ, để đưa mọi thứ trở thành một cái chương trình, một cái chương trình của chúng ta cực kỳ là đáng kinh ngạc. And we have said that actually this Alps 3 is going to be almost perfect. Và chúng ta sẽ nói với nhau rằng là cái chương trình F3 này của chúng ta sẽ cực kỳ là hoàn hảo. Because we know that with the values that we bring it to the community. Bởi vì chúng tôi biết được là chúng ta có những cái giá trị để có thể đem lại cho cộng đồng. Many of you that finish Alps will bring away a lot of good values. Một số người trong số các bạn khi mà các bạn kết thúc cái chương trình F thì các bạn sẽ có thể đem được rất nhiều, các bạn có thể lấy được rất nhiều những cái giá trị từ And đó. I always wanted to start off the session by reminding everyone that Vietnam is potentially going to be the next Asian miracle. Và tôi luôn luôn bắt đầu với một cái slide của tôi, đó chính là tôi luôn nói với mọi người rằng là Việt Nam sẽ có cơ hội, có tiềm năng để trở thành cái điều thần kỳ. From, you know, there's this term called a Vietnam, the Asian miracle started with the Japan. Và cái cụm từ gọi là điều thần kỳ của châu Á bắt đầu từ Nhật Bản. Went on to Taiwan. Và tiếp theo là đến Đài Loan. The K-pop of the Korean. Và tiếp theo là đến nền kinh tế của Hàn Quốc. And the last few years of the China. Và cuối cùng là một vài năm gần đây là của Trung Quốc. We have quickly become the number two economies of the world. Và chúng ta đang nhanh chóng để trở thành cái nền kinh tế thứ hai của thế giới. Many, many good economic indicators are pointing to Vietnam as the potentially Asian miracle. Rất nhiều những cái chỉ báo kinh tế đã chỉ ra rằng là Việt Nam sẽ trở thành cái điều thần kỳ tiếp theo của châu Á. And I really want to congratulate you all being a Vietnamese that as long as you can become your own miracle, Vietnam will become a miracle. Có nghĩa là tôi rất muốn chúc mừng tất cả mọi người ở đây bởi vì mọi người là người Việt Nam và để cho Việt Nam để trở thành cái điều thần kỳ của châu Á thì tất cả mọi người ở đây, mọi người phải trở thành những cái điều thần kỳ của Việt Nam. Việt Nam from the way you handle the COVID. Việt Nam đầu tiên là cái cách mà Việt Nam có thể đối phó với COVID. How many years of trade for many countries that suffer from trade slump, Vietnam has come out very well.
thì chính về những cái đầu chính phủ để trading. Về những cái phần về xuất khẩu và có xuất khẩu và nhập khẩu ấy, thì Việt Nam luôn luôn đạt ở trong cái mức tăng trưởng là 16% và tăng trưởng ở có cái tốc độ cao nhất thế giới, gấp 3 lần trung bình của các nước đang phát triển. The way that the government has been spending a lot of money into infrastructure, buildings and so on. Và cái cách mà chính phủ dành tiền, dành ngân sách để đầu tư vào xây dựng những cái cơ sở hạ tầng để the last many years of foreigner investment into Vietnam. Và cái điều cuối cùng đó chính là trong 5 năm qua thì cái vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. How Vietnam has benefited from the trade war between the US and the China. Và làm như thế nào để Việt Nam có thể lấy đạt được những cái lợi ích bởi vì những cái cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Mỹ. And I'm really, really very, very honored to be part of this miracle. Và tôi cực kỳ là vui. Tôi thành thật với các bạn, đó chính là tôi vui bởi vì tôi được là một phần của cái điều thần kỳ này. And you look at it, actually, while we are all excited about what Vietnam is going to bring to the Asian miracle, I think it is important to look at Vietnam yourself. Và để mà Việt Nam có thể trở thành một cái điều thần kỳ của châu Á ấy, thì các bạn phải nhìn lại về cái vấn đề của Việt Nam. The potential challenges that's gonna come. Có nghĩa là chúng ta phải nhìn thấy được đâu là những cái cái tiềm lực, tiềm năng và đâu là những cái thách thức của Việt Nam. You know that Vietnam has got plentiful of human resources. Và Việt Nam có nguồn nhân lực cực kỳ là dồi dào. But the problem is of the low skilled labor. Nhưng mà một cái vấn đề đó chính là những cái kỹ năng ấy của họ rất là thấp. To many of a foreigner investor like us, we felt that it's very cheap to actually come to Vietnam. Nếu mà đứng dưới góc nhìn của một cái nhà đầu tư từ nước ngoài như là tôi, thì tôi cảm nhiều người nói rằng là rất là rẻ khi đầu tư vào cái nguồn nhân lực ở Việt Nam. And actually, it is cheap because of low labor costs. Và thực ra là nó rẻ chỉ bởi vì là đấy là họ trả tiền rẻ cho những cái nguồn nhân lực chất lượng thấp. But those that are highly skilled are very highly paid indeed. Và nhưng mà thực tế là để trả cho những cái người mà có nguồn để trả cho cái nguồn nhân lực mà chất lượng cực kỳ cao, có kỹ năng cao ở Việt Nam ấy, thì nó tốn rất là nhiều tiền. I think that we all know that there's a lack of local talents in Vietnam. Và tôi tin rằng tất cả mọi người đều biết rằng chúng ta đang thiếu những cái tài năng ở địa phương. And you know that actually Vietnam has got a lot of good material, good human talent. Và Việt Nam có rất nhiều những cái tài năng, rất nhiều những cái nhân tài. But it is not about skilled talent. Nhưng mà nó không phải là về cái tài năng, về kỹ năng. We need the skill to be able to capitalize on the opportunities of Asian miracle. Có nghĩa là ngoài những cái kiến thức ra thì chúng ta cần phải có được những cái kỹ năng để chúng ta có thể biến Việt Nam trở thành những cái điều thần kỳ. And I believe that this is one area that we all in Vietnam will be facing if we do business here. Có nghĩa là có một cái điều mà tôi nhận thấy đó chính là Việt Nam đang phải đối mặt khi mà làm business. How to build the talents. Có nghĩa là làm như thế nào để có thể xây dựng được những cái tài năng. Because many of the human resources are still very lowly skilled. Bởi vì những cái nguồn lực ở Việt Nam thì đang có những cái kỹ năng rất là thấp. So the economy today are just not limited to a country. It got to be a global based kind of strategy. Và mọi người cũng đã biết rằng là cái nền kinh tế hiện tại ấy, thì nó không gói gọn ở trong một đất nước nữa mà chúng ta phải đem nó ra toàn thế giới. Not just we need the skilled talent. Và để làm như thế chúng ta phải có được những cái kỹ năng. We need the skill to be able to globalize. Và chúng ta phải cần những cái kỹ năng để chúng ta có thể đưa đi ra được thế giới để có thể. So I believe that this is critically one of the major challenges of Vietnam moving forward and challenging yourself to become the next Asian miracle. Và qua một số thời gian thì tôi mới nhận thấy được là đây chính là cái thách thức lớn nhất của Việt Nam, đó chính là vấn đề về nguồn nhân lực. Các bạn phải đối mặt với nó và giải quyết nó để Việt Nam có thể trở thành cái điều thần kỳ của châu Á. Bạn muốn tham gia cộng đồng Startup Education? Hãy quét mã QR code và để lại thông tin. Chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu bạn thấy hay hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn like cũng như chia sẻ video này đến với mọi người.